Xin chào tất cả các anh em đang sử dụng dòng đàn S770 của Yamaha. Hôm nay mình tiếp tục gửi tặng anh em bộ sam ghép của Minh Long An V7. V7 đây. Một số void drum của bộ V7 cộng thêm pop kit của bộ V5 nhé. Vì dung lượng của 770 nó rất hạn chế, mình cũng để một số void chính thôi. Anh em chỉ cần xem hình ảnh này cũng có thể test được một phần nào này. Còn đây là bộ V2. V2 của keyboard Nguyễn này. Toàn bộ drum style mình để luôn trong pack sam này. Link down, file cài đặt và style mình để bên dưới phần mô tả của video nhé. Anh em chỉ cần chia sẻ và đăng ký kênh của mình để tiếp tục cập nhật những cái sam mới và những cái style hay trong thời gian tới. Và rất mong anh em sẽ đăng ký kênh và chia sẻ thật rộng rãi kênh của mình. Xin cảm ơn anh em nhé.